Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hôm nay ngày đầu tiên của tuần mới và Bắc Bộ buổi sáng chỉ còn mưa ở các tỉnh ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định. Sau đó thì trưa chiều toàn miền trời nắng và oi nóng, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 32 cho đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết duy trì ở trạng thái mây thay đổi cho đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ không khí về đêm là từ 24 cho đến 26,5 độ. Còn vào trưa nay là 29 cho đến 33 độ. Nhìn chung thì thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An nắng nhẹ và khá là mát mẻ. Dự báo sang tháng 9 năm 2021, nắng nóng có thể vẫn xuất hiện nhưng chủ yếu cục bộ ở một số nơi thuộc Trung Trung Bộ và không kéo dài. Trong khi đó, khu vực Bình Định, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cảnh báo mưa dông diện rộng trong đêm nay và ngày mai 31 tháng 8. Mưa dồn dập vào buổi chiều và có điểm mưa to đến rất to, nguy cơ gây ngập úng các vùng trũng thấp đô thị, các khu vực sườn đồi núi cao nguyên cần đề phòng sạt lở đất. Và thông tin dự báo chi tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng yếu, gió đông nam đến đông cấp 2, nhiệt độ 26 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực trung du và vùng núi, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng yếu, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 31 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng yếu, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 30 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Dự báo thời tiết một số tỉnh thành trong cả nước sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin hàng ngày để cập nhật những thông tin dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất. Cảm ơn nhãn hàng nước uống tinh khiết Imizu đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.